4.200 nè, đó thủ là 2.100 nè, và máu lên đến là 1.140.000 máu. Wow, hồi sinh ha. Đây là hồi sinh thử coi nó có vô địch hay không. Giống như là sức mạnh khi em nó lên UR. Ok. Đem coi. Ây cha, 1.600.000 nha anh em. Ui ôi. Rồi xong. Mình thấy là tụi này nó đánh là không có vào đam Orochi rồi đó anh em. Không biết là em nó có chết hay không nữa này. Ok anh em, mình đang làm một kênh về Liên Minh Tốc Chiến đó, tên kênh của mình là Mía Tốc Chiến đấy. Thì bạn nào thích game Liên Minh Tốc Chiến hoặc là Liên Minh Huyền Thoại đó, có thể nhấp vào trong kênh của mình, tìm kênh Mía Tốc Chiến và nhấn cho mình một like, một share, một theo dõi kênh nha. Rồi cảm ơn rất nhiều nha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì như hôm qua mình cũng đã nói đó là phiên bản sắp tới đây tầm vài ngày nữa thôi thì cái thần khí của Orochi nó sẽ cập nhật đó, mới nha anh em. Thì nó sẽ cập nhật những cái gì thì chắc anh em cũng nôm na cũng biết rồi đó. Mà thì bây giờ thì con tướng Orochi nó đang là tư chất SSR, thì khi chúng ta nâng full cái thần khí đợt này thì nó sẽ lên được tư chất UR đấy. Và khi lên tư chất UR nó sẽ mạnh cỡ nào thì mình sẽ test ở cái video ngày hôm nay luôn, như là hôm qua mình có nói nha anh em. Rồi ok, chắc tầm vài ngày nữa thôi thì cái đợt update sắp tới nó sẽ đâu coi, hôm nay là ngày 22 đúng không? À thì còn vài hôm nữa, tầm cỡ 5 hôm, 5 tới 6 hôm thì sẽ có một đợt mèo và cũng như là quay một quay vé một con tướng UR mới. Thì khả năng cao là con Cadillac nha anh em. Đó thì tới đó là chắc là sẽ update rồi. Đấy nên là bây giờ chúng ta sẽ review trước đi để anh em chuẩn bị tinh thần ha. Rồi ok, thì trong cái tiêu đề mình cũng đã nói đó là chúng ta phải nâng full cái thần khí, chắc chắn là phải nâng full cái thần khí của Orochi rồi. Bởi vì sao nè, mình sẽ vào trong thần khí Orochi mình phân tích kỹ ở trong cái video này luôn nha nè. Ok, đây là cái thần khí Kula không nói rồi, sau này ra thần khí Kula sẽ nói. Còn đây là cái thần khí của con Orochi đó. Rồi thì anh em thấy cái chỉ số ở bên tay phải của chúng ta khi mà lên từng nấc thì nó sẽ cộng rất là nhiều, cộng rất là nhiều công và thủ luôn nha anh em. Công rồi nè, thủ rồi nè, máu rồi nè. Nó cộng những cái thần khí bình thường khác thì nó chỉ cộng là 800 công, 320 thủ và 9.000 máu thôi. Còn cái thần khí của Orochi này nó cộng rất là nhiều dòng luôn nha anh em. Anh em coi nè, hình như 4 dòng, không biết nó có cộng dồn hay không. Nhưng mà nội những cái dòng bình thường này thôi nó đã ăn đứt những cái chỉ số khác rồi. Đó là công là 4.200 nè, đó thủ là 2.100 nè, và máu lên đến là 1.140.000 máu. Wow, anh em hãy để một cái số lượng đá nâng thần khí rất là nhiều luôn đấy. Theo mình thấy là phải trên 1.500 cục thì may ra với phù nổi, không biết phải không, nhưng mà theo mình đoán là như vậy đó. Đây là cái thần khí của Orochi khi mà nó mát rồi nha anh em. Còn những cái nấc này thì không biết là nó có cộng dồn hay không, nhưng mà theo mình thấy là nó có cộng dồn đấy anh em. Khi mà anh em nâng là full cái thần khí này nó cộng lực chiến cho anh em rất là cao, nên là anh em cố gắng để tích đá thần khí đó, anh em đừng có nâng bậy bạ. Những cái con tướng ở trong nick mình thật sự ra thì con Hanzo và con Robert hình như là chưa có mát cái thần khí luôn. Mình để đá để mình nâng cái thần khí của Orochi anh em, nên là tới đó mình sẽ nâng một lượt và mát hết cho anh em coi. Đây là thần khí con Kula, chỉ số nó cũng ngang bằng như vậy, nhưng mà chắc chắn là sau là anh em phải ra phải chơi rồi. Rồi ok, thì tiếp tục đó là mình sẽ test cái con Orochi khi mà lên UR nó sẽ mạnh cỡ nào. Thì nhìn em cũng biết là khi mà lên UR nó sẽ có một lần hồi sinh, khi mà nó hồi sinh rồi thì nó sẽ có một lần vô địch nha anh em, một lần vô địch. Đấy thì hồi sinh thì ở trong cái tuyệt kỹ của nó là không nói rồi. Đây đây là cái con Orochi của mình, đây cơ bản nha anh em. Nói chung là cũng không có nâng nhiều, chỉ có nhiêu đây thôi anh em. Đó nhưng mà được cái là nó đã lên UR rồi, nên là chúng ta sẽ test được. Đấy, vào coi chiến hồn nha anh em. Thì cái con Orochi, tất cả các con tướng sau này sẽ có tính năng là mở được cái chiến hồn thứ tư. Thì cái chiến hồn thứ tư nó sẽ có một cái chiến hồn gọi là hồi sinh. Đây đây là có 5 cái loại chiến hồn nha anh em. Này là chiến hồn mà chắc là tăng giáp rồi, tăng máu và giáp. Cái này không biết chiến hồn gì. Đây anh em, đây là chắc chiến hồn tăng đam, và đây là cái chiến hồn hồi sinh.
đó, cho chúng ta một lượt hồi sinh. Bất kể con tướng nào mở được cái chiến hồn này thì nó sẽ có một lượt hồi sinh nha anh em. Cộng thêm một cái lượt hồi sinh của con Odichi nữa, tức là hai lần và vô địch đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ test con Odichi lên này luôn. Gỡ hết tất cả con tướng ra, gắn một con Odichi và đánh cho anh em coi nha. Đó, để anh em thấy rõ, chứ nhiều khi mà đánh đơn thuần thì nó sẽ không thấy. Ok, nó bắt buộc chúng ta phải bỏ thêm một con vào. Đây. Ok, tìm một bạn nhỏ đánh thôi anh em ơi, chứ mấy thằng mạnh đánh không lại. Ok, bao nhiêu đây? Ok, ta cùng đánh ông 2.8 nha anh em, vào tỷ thí nha. Đấy, cho anh em coi coi cái sức mạnh và cũng như là cái sự nhây nhớt của Odichi nó như thế nào. Đó, cũng như là coi em nó hồi sinh ha. Đây là hồi sinh thử coi nó có vô địch hay không. Giống như là sức mạnh khi em nó lên UR. Ok. Đây em coi. Ây cha, 1.6 nha anh em. Ui ôi. Rồi xong. Mình thấy là tụi này nó đánh là không có vào đam Odichi luôn rồi đó anh em. Không biết là em nó có chết hay không nữa này. Chọn đối thủ hơi yếu anh em ơi. Chứ hồi nữa mình sẽ chọn đối thủ mạnh hơn một tí. Ok. Ui da ơi. Choáng. Ồ, không choáng nổi luôn. Rồi sao một mình nó chơi một phát tuyệt kỹ này coi như bay màu hết 6 đứa anh em ơi. Hay à. Yu-Gi-Oh chặt nữa chứ. Ok, mình sẽ chọn mạnh hơn một tí này, chọn đối thủ mạnh hơn một tí. Đây 1.000.000 mấy hơi yếu. Ok, làm sao làm để cho mình đánh trước anh em, đánh trước cho dễ xem. Ok, ông này đi. Ôi ở bên này cũng có Odichi luôn nè, ngon dứt. Chắc chắn là mình sẽ phải đánh trước rồi anh em ơi, bởi vì ông kia thua lượt chiến của mình khá là nhiều, nhưng mà một đánh 6 thì nó sẽ khác anh em. Trận này thì chắc chắn mình sẽ thua rồi. Mà được cái chúng ta sẽ test được con Odichi UR nó như thế nào. Ok. Ây da, đúng là giảm đam, có khác anh em, đam 400 mấy ngàn. Ok, pha này thì chắc em nó hẹo anh em ơi, nhưng mà được cái là chơi được siêu tuyệt kỹ. Lần sau thì em nó sẽ nhận được một lần hồi sinh, và khi hồi sinh nó sẽ có hiệu ứng vô địch. Ok. Thường thì mình thấy mấy ông để Odichi ở hàng sau anh em, những anh em nông dân chơi con Odichi khá là nhiều. Đấy, nó hồi sinh rồi đấy anh em. Và có một cái vô địch nữa. Ok. Ui à ơi, con quỷ, quỷ trọng tài. Đấy anh em, rất là nhây nhớt luôn, Odichi rất là nhây nhớt luôn. Tăng cái hiệu ứng cho team địch rất là nhiều. Ôi ôi. Odichi mà nó có một lần hồi sinh nó đã mệt rồi anh em, mà đợt này là nó có vô địch nữa. Rất là khó chịu. Đấy, nãy giờ không có ai đánh vào đam luôn nha anh em. Nhưng mà nó hiệu ứng thì nó vẫn dính bình thường. Ok, chúng ta cùng coi cái pha này có cái gì xảy ra hay không. Ok, hẹo. Thì nó chỉ có vậy thôi anh em. Nó sẽ nhận được một lần vô địch đồ các thứ. Theo mình thấy anh em thì anh em nông dân đó mà, và những ông top như mình luôn, bây giờ con Odichi lên được tư chất UR rồi, nên là chúng ta có thêm một con tướng UR nữa. Đấy, và cộng chỉ số rất là cao. Anh em không chơi anh em cũng phải cộng cái thần khí. Đấy, nên là anh em buộc phải tăng cái thần khí này mát rồi, bởi vì chỉ số nó cộng cực cao. Đấy, đây là cái lý do chúng ta phải nâng mát thần khí của Odichi ha anh em. Và cũng như là nếu anh em không chơi thì chúng ta có thể để vào số đất phụ, và cũng như là cái team 2 cũng được. Nhưng mà mình thấy nó đánh cũng khá là ok và khá là nhanh nhớt, bởi vì khi mà hồi sinh nó có hiệu ứng vô địch mà anh em. Ok, làm thêm một trận nữa nè. Gắn, ui đây, mình sẽ gắn con Gonix cùng hàng với lại con Odichi, lấy thêm một lần hồi sinh nữa. Đó. Ok, test thêm một trận nữa cho anh em coi nha. Gonix mà gắn chung hàng với đứa nào thì nó sẽ cộng vô địch, nó cộng hồi sinh của một cái hàng đó luôn nha anh em. Ok. Nãy đánh ông này đúng không ta? À không. Rồi, ok, tỷ thí luôn. Hay. Ô, oh, hai đứa thôi mà bằng bằng nguyên một team bên kia rồi anh em. Rồi. Yes. Đấy, cho con Gonix đó hủy diệt.
Trời ơi, Gonix mạnh quá anh em ơi. Ây cha, 7 triệu RAM. Chiến này chắc không có giết nổi hai đứa này rồi anh em ơi. Chơi hết vào là team kia nó hẹo hết rồi. Win luôn rồi, để kiếm ông nào mạnh mạnh hơn một tí. Ok. Rồi, đánh top 20 đi nè. Đánh 6 triệu mấy lực chiến đi. Có skin mai đồ nữa nè. Dứt. Đấy, cho tụi nó là bị ăn hành luôn anh em. Đánh chết hai con Orochi và con Gunit luôn. Thử coi coi tụi nó nhanh nhất cỡ nào nha anh em. X3 luôn cho em dễ xem. Ui ui, Orochi bên kia đã vậy mà gắn thêm một cái chiến hồn và thần thánh nữa anh em. Anh em để ý con Orochi ở team bên phải chúng ta đấy. Gắn một cái chiến hồn thần thánh nữa chứ. Ôi tụi này nó cao quá anh em ơi. Ây chà. Ai Gunit Boss UR sắp ra mắt anh em. Sắp ra rồi. Đúng rồi, cào mạnh lên. Hay quá, một lần hồi sinh nha anh em. Con Orochi của mình vẫn còn hồi sinh, vẫn còn một lượt hồi sinh. Hãy test cái hồi sinh của con Gunit khi mà búp cho team cho anh em coi luôn. Hồi gõ mạnh vào, đúng rồi. Chết, Orochi chết rồi nha anh em. Thử coi nó có được hai mạng không nha anh em. Đấy, đây là mạng của con Orochi tự búp cho nó. Rồi, không biết có mạng của con Gunit hay không. Hồi nhây. Trời mày nhây thực sự. Đấy, khi mà lên vô địch này thì chỉ có Kula mới trị được thôi anh em ơi. Vô hiệu ứng vô địch nè và hiệu ứng giáp ảo đó, Kula mới trị được thôi, còn không thì nó đánh rất là nhây luôn đấy. Ok, chắc chắn là sau này chúng ta phải có một con Gunit để búp hồi sinh cho tướng rồi anh em ơi, bởi vì sau này là cái meta hồi sinh đấy. Còn cái giáp ảo thì đã có con Kula trị rồi. Ok, hẹo luôn cha. Vậy là chỉ có được một lần hồi sinh thôi anh em ơi. Hiệu ứng hồi sinh này là chỉ có được một lần thôi. Còn chưa có test được cái hiệu ứng hồi sinh của cái chiến hồn thứ tư nữa này. Còn đây chúng ta đã biết được con Gunit nó không có búp được cho con Orochi, bởi vì con Orochi nó đã có cái hồi sinh ở trong chiêu của nó rồi. Chắc là hai đứa này chung team Orochi nên là tụi nó không có cộng dồn cho nhau. Nếu mà cộng dồn cho nhau thì nó bá đạo quá đúng không anh em. Nếu mà gắn cùng hàng đây, hai đứa này là cùng chung một tộc Orochi này, cùng chung một dòng máu Orochi này. Gunit này cũng không có gắn cái hồi sinh luôn. Chắc nó sẽ không cộng dồn rồi. Rồi ok, thì đó là video ngày hôm nay. Thì đây là cái lý do đó để anh em nâng full cái thần khí con Orochi nha anh em. Đó, được thì anh em cho vào đội hình đánh luôn. Mình thấy cũng khá là ok. Rồi thì nếu anh em thấy video này hay, đừng quên like, share, những dõi kênh của mình nha. Anh em rất nhiều nha.